Nguyễn Trường và Đoàn Trọng lại đến với quý vị qua chương trình Cà phê sáng. Kính thưa quý vị, vừa rồi anh Nguyễn Trường đã cho quý vị biết tình hình thời tiết và khí hậu trong tuần lễ này. Nhưng chắc có lẽ anh Nguyễn Trường sẽ dành những cái thời giờ đặc biệt hơn để nói với quý vị một cái cơn giá lạnh đến từ miền Bắc. Bắc của Hoa Kỳ. Vâng, thưa quý vị, trong suốt tuần lễ này, chúng ta ở đây tại California thì may mắn là cơn lạnh đã đi qua. Nhưng một nửa của nước Mỹ, đặc biệt là miền Trung và miền Đông Bắc của nước Mỹ, trong tuần lễ này sẽ chịu ảnh hưởng của một cơn giá lạnh thổi xuống từ Bắc Cực và nhiệt độ của nhiều nơi sẽ là âm 50 độ, thưa quý vị. Wow, âm 50 độ làm sao mà chịu nổi? Âm 50 độ và quý vị chắc chắn là sẽ nhìn thấy hình tượng là tuyết rơi rồi đường phố đóng băng và đi làm thì không được, thưa quý vị. Nhưng mà trong cái cơn lạnh đó thì kể cả những tiểu bang như là Florida, mình tưởng tượng là miền nắng ấm Florida cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái cơn bão đặc biệt mới này. Và trong suốt tuần lễ này quý vị nha, là quý vị sẽ nghe trên các đài truyền hình vấn đề tin tức về thời tiết sẽ nói về cơn bão lạnh đặc biệt của mùa đông này. Mặc dù chúng ta đang là mùa đông, biết là mùa đông rồi, nhưng mà đây là cái cơn lạnh mà sẽ mang lại cái lạnh ghê gớm hơn nữa. Kính thưa quý vị, cách đây 19 tháng trong cuộc chạy marathon tại thành phố Boston, hai anh em Tassarev đã làm nên một cái vấn đề mà gây kinh ngạc toàn thế giới. Trong cái việc đặt bom ở trên con đường Boston của thành phố Boston, Massachusetts đã làm 3 người bị thiệt mạng và trong đó có trên 260 người bị thương. Và đến bây giờ thì người em hôm nay tòa án sẽ tuyển chọn bồi thẩm đoàn để đưa ra truy tố anh Sanaev về 30 cái tội mà nếu mà bị guilty thì không biết là ông này sẽ như thế nào. 30 tội liên bang. 30 tội liên bang thưa anh. Vâng. Và nếu như có thể nói rằng là bao gồm cái sự là using, là ông ta đã sử dụng chất nổ để làm giết người và tiếp tay cho ông anh của ông sử dụng chất nổ, và đồng thời có những âm mưu sử dụng tất cả những vũ khí trong một cái ngày lớn tại thành phố Boston. Vâng. Thì đây là một trong những cái tin mà cũng rất là lấy làm quan trọng vì nhiều người theo dõi rất nhiều thôi. Trong khi đó thì thưa quý vị, một cái bản tin khác có liên quan tới những điều gì mà chúng ta đang trông chờ trong tuần lễ này đó. Thì thưa quý vị, về chuyến bay QG8501, cho đến ngày hôm nay thì tất cả có 37 thi thể đã được vớt lên từ vùng biển Saya, vùng biển của mà chiếc máy bay bị nghi ngờ rớt. Và hiện nay thì theo như một số những máy dò, người ta đã phát hiện ra ở dưới đáy biển có những cái mảng lớn nghi là phần thân thể của chiếc máy bay. Tuy nhiên vì mưa, vì thời tiết xấu, vì nước lạnh và đồng thời nước đục ngầu, không có tầm nhìn xa, cho nên hiện nay cái việc mà vớt thêm thi thể và vớt chiếc máy bay lên đó thì vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn. Anh Nguyễn Trường, đúng như anh Nguyễn Trường đã trình bày với quý vị, có thể nói bất chấp vào thời tiết và khí hậu tệ hại tại quần đảo Java và đặc biệt trên biển Java, nơi chiếc máy bay QG chuyến bay 8501 đã bị rớt xuống. Theo tin của chính phủ Indonesia cho họ thì toán cấp cứu họ đã bất chấp và họ có khả năng vẫn đi tìm kiếm. Và hiện nay thì đúng như anh Nguyễn Trường đã trình bày với quý vị là 37 thi thể đã được tìm kiếm được. Và trong lúc đó thì có một nguồn tin cho rằng tất cả những thân nhân nào muốn đi đến trên cái đảo quần đảo Java để theo dõi cái cuộc tìm kiếm thì chính phủ Indonesia vẫn cho họ đi trên những chiếc tàu và đến để theo dõi việc tìm kiếm xác thân nhân của họ. Và kính thưa quý vị, vâng, cái vấn đề đó thì thưa quý vị, trong cái vấn đề mà bồi thường thì vâng, có một bản tin là sáng ngày hôm nay cho thấy là một vài thân nhân đã liên lạc với CNN và họ cho biết là công ty Air Asia đã gửi thơ cho họ và cái bước đầu đó để mà bồi thường thì hiện nay con số tiền được đưa ra là 24.000 đồng cho mỗi thi thể của cái phần vớt lên được và trao cho nạn nhân thì là 24.000 đồng. Chắc kính thưa quý vị, hàng ngày quý vị thường thấy những người cảnh sát trong bộ trang phục màu đen, tất cả các vũ khí, dụng cụ quanh đầy người. Đó là những cảnh sát luôn luôn bảo vệ an ninh cho tất cả những người công dân của Hoa Kỳ nói riêng và tất cả những người sinh sống ở tại Hoa Kỳ nói chung. Và trong số những cảnh sát đó, kính thưa quý vị, ngày nay con số những người gốc thiểu số cũng đã đóng một vai trò quan trọng. Chắc quý vị sẽ thấy nhiều người cảnh sát gốc Việt, người Mỹ gốc Việt, người Mỹ gốc Philippines, người Mỹ gốc Trung Hoa. Và hôm qua trong những hai cái đám tang mà được nói đến nhiều nhất tại New York, đó là đám tang của hai người cảnh sát bị bắn chết tại thành phố New York. Và hôm Chủ nhật thì một cái buổi lễ an táng đã diễn ra cho ông nạn nhân là ông Wayne Liu,
một trong những người con trai độc nhất của một hai người Trung Quốc đến định cư tại Hoa Kỳ theo diện di dân. Và có thể nói đây là một trong những cái bữa buổi lễ an táng mang nhiều ý nghĩa nhất của những sự việc có thể nó bạo hành đang xảy ra tại thành phố New York. Quý vị cũng còn nhớ là cách đây 2 tuần hay là 3 tuần đó thì hai viên cảnh sát của New York đang ngồi trong xe thì bị một hung thủ tới bắn chết. Đó là Rafael Ramos và người thứ hai là Wenjin Liu. Thì đám táng của Rafael Ramos là tuần trước và tuần và hôm qua nó thì đám táng của Wenjin Liu. Và hàng ngàn thấy, và hàng ngàn của cảnh sát viên của thành phố New York đã đến tham dự. Và người vợ của ông Wenjin Liu đã với một cái bài diễn văn lời cảm ơn rất là xúc động về cái chết của người yêu dấu của bà, đó là ông cảnh sát Wenjin Liu. Vâng. Một cái bản tin khác thưa với quý vị, cái bản tin này rất là gọi là kỳ lạ, surprise. Đó là một chiếc máy bay chở một gia đình, đây là chiếc máy nhỏ cá nhân thôi, gia đình thì có mấy người, 7 người trong đó, rớt, mọi người đều chết, chỉ riêng một em bé 7 tuổi còn sống sót, mà em bé này rớt vì tại vì máy bay rớt ở trong rừng. Một em bé 7 tuổi mà đi bộ suốt một mile, tức là một dặm đường, mà qua đó thì hiểm trở lắm, thì gồm có suối, rồi có cây đổ, rồi có những con thú hoang nữa, nhưng mà em đã đi tìm được người cứu sống em. Mà cái người cứu sống cũng ngạc nhiên vô cùng, không ngờ em bé 7 tuổi lại can đảm như vậy, một mình bước ra khỏi máy bay, đi suốt một cái cánh rừng như vậy, một dặm đường mà để tìm được người cứu em. Một em bé 7 tuổi đó, thưa quý vị, có tên là Celo Goodson. Vâng, kính thưa quý vị, Celo Goodson đã mất đi người mẹ yêu dấu của cô, người cha, người chị và người cousin, vâng, người bà con, và chỉ có một mình cô 7 tuổi bước ra chiếc máy bay bị tai nạn. Và kính thưa quý vị, người ta một theo như lời cảnh sát nói rằng là Young was survivor, hy vọng rằng gia đình cô cũng đang ngủ yên trong một cái giấc ngủ nào đó. Thật là cảm động. Mà anh thấy 7 tuổi nha, 7 tuổi mà gặp như là mình cứ suy nghĩ đi, một con nít 7 tuổi mà tự nhiên máy bay rớt, rồi mọi người trên máy bay đều chết hết, một mình em còn sống được mà không bị thương nữa nha. Không bị thương mà em bước ra khỏi máy bay, mà em không phải là rớt ngay ở ngoài đường phố thì còn có người cứu em được, mà đằng này em rớt ở trong rừng mà đi bộ một dặm đường, mà trèo cây trèo cối đi qua suối qua sông, một mình em mà đi kiếm được người để cứu em. Kính thưa quý vị, hôm qua thì chắc là cái tin này quý vị sẽ đã theo dõi nhiều và chắc quý vị sẽ làm sự sốt. Là quý vị, thưa quý vị, vào chiều hôm qua mùng 5 tháng 1, tại thành phố Đà Nẵng, thành ủy Đà Nẵng đã họp với nhau để chuẩn bị đón cái người mà họ gọi là bí thư thành ủy của họ hiện nay đang điều trị tại Mỹ trở về để chuẩn bị một cái cuộc điều trị tiếp hay là như thế nào chúng tôi không biết. Nhưng mà tin hành lang thì đưa ra rất nhiều. Và đến bây giờ thì tin chính thức của thành ủy Đà Nẵng nói rằng là họ trong tuần lễ này họ chờ đợi chiếc máy bay hiện nay của ông Nguyễn Bá Thanh đang ở tại Hoa Kỳ sẽ trở về để chuẩn bị tiếp. Là ông ta bị gọi là bị ung thư tủy hay gì anh? Vâng. Đéo là theo tin của họ nói. Nhưng mà, không nhưng biết mà thế nào. Cái sự việc mà ông Nguyễn Bá Thanh được trở về nước đó, thì thưa quý vị, người ta đồn đó là ông đã chết, người ta đồn là ông còn sống, người ta có những cái hình ảnh cho thấy nằm chữa trị trên giường bệnh, toàn là những tin đồn không thôi. Cho đến ngày hôm qua đó thì mới có tin là ông sẽ về nước. Ông Nguyễn Bá Thanh từng là bí thư thành ủy thành phố Đà Nẵng. Hồi tháng 12 của năm 2012 thì ông được đưa ra Hà Nội để làm trưởng ban nội chính và là trưởng ban chống tham nhũng dưới quyền của Tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Bá Thanh năm nay 62 tuổi và theo lời ông Nguyễn Bá Bình, em ruột của ông Nguyễn Văn Thanh, ông đã nói rằng thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến người dân đã quan tâm đến sức khỏe của anh tôi. Và tin đồn ông Thanh về nước những ngày đầu tiên ở trong đầu năm nay đã không ít người đến tận sân bay Đà Nẵng để đón ông Nguyễn Bá Thanh. Liệu chuyện dài nhân dân tự vệ ở Việt Nam sẽ xảy ra như thế nào? Đó là điều mà chúng ta chờ xem, có thể chiếc máy bay của ông Nguyễn Bá Thanh đến Đà Nẵng lúc nào và ông Nguyễn Bá Thanh sức khỏe của ông như thế nào. Chúng ta chờ xem trong những tin tức ngày tới. Vâng, chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình trong giây lát để những cơ sở thương mại bảo trợ cho chương trình Cà Phê Sáng có dịp đến cùng với quý vị.